khi mà chị đã trải nghiệm đủ, chị đã vấp ngã đủ, chị đã lớn hơn, chị đã hiểu đời hơn, chị đã dập mặt đủ, thì chị mới nhận ra là thật ra có những người, người ta đến người ta cho mình cái lời khuyên bởi vì người ta thương mình. Và mình phải biết phân biệt cái công việc của mấy đứa ở đây á, là em phải biết phân biệt được cái người đến trong cuộc đời của em á, họ dạy cho em vì họ thương em, vì họ muốn giúp em, hay họ nhục mạ em. Tại vì có nhiều người đến người ta góp ý không phải là vì người ta thương mình, người ta chỉ muốn hạ bệ mình, người ta chỉ muốn nhục mạ mình. Và có những loại người như vậy, người ta hiểm lắm. Người ta tới người ta sẽ xịt vào, cái cách phân biệt rất là dễ dàng. Ví dụ như người ta tới xong người ta nói là: "Ê sao mày ăn mặc gì tởm lợm vậy? Ăn mặc dêm dúa, phải ăn mặc bình thường chứ." Bình thường là sao? Đối với họ bình thường có nghĩa là em phải mặc đồ như tất cả mọi người hả? Nhưng mà có khi em là một người thiên bẩm sinh ra là muốn trở thành fashion designer. Ví dụ em sinh ra em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, thiết kế giày, thiết kế túi xách, thì em có quyền được trải nghiệm cái điều đó bằng em thiết kế áo quần trên người em mặc, em thể hiện cái style riêng của em. Thì đó nên chị mới nói là phải rất là biết được mình là ai, rồi phải nghe nghe listen is a skill. Lắng nghe là một cái năng khiếu, là một cái tài năng mà em phải tập. Tại vì chị hồi xưa hồi trẻ chị ai mà nói chuyện gì chị nhảy vô họng họ liền à. Bởi vì cái là chị mà nghe người ta bắt đầu dạy đời là chị bắt đầu dạy đời rồi đó. Là chị coi thường người khác và chị rất là arrogant á, tiếng Việt mà là gì, kiêu ngạo. Tại vì nó ủa tao chừng này tuổi tao đi làm tao tự nuôi được tao, tao lết xác được qua đây, tụi mày là cái thá gì mà đòi bày tao, ví dụ như vậy đúng không? Nhưng mà sau này chị biết được là arrogant nó cũng tốt, kiêu ngạo nó cũng tốt, nhưng nó cũng không tốt. Nó tốt khi mà em bảo vệ được cái chính kiến của mình, có nghĩa là mình biết mình làm như thế nào, mình biết mình sống cho mình như thế nào, nhưng nó lại làm cho bản thân mình không có được tiến xa hơn, không có được học hỏi nhiều, bởi vì mình nghĩ mình biết hết rồi thì mình không học nữa. Em không biết gì hết, em chỉ nghĩ là mỗi khi em gặp một người mới và em cứ để bản thân em là mình không biết gì hết, mình học lại từ đầu. Khi mình luôn trong tâm thế là một học sinh á, mình học được rất là nhiều. Và thậm chí em học được, thậm chí thầy chị nói mà nếu mày đi ra đường mà mày gặp một đứa mà nó không có thông minh bằng mày, nó kém may mắn hơn mày, cái đầu nó không lanh như mày, thì mày cũng học được một cái, đó là học cái không có làm như nó đang làm. Có nghĩa là sao, lười biếng, chậm chạp, than phiền, hay là lúc nào cũng có cái tự ti, hoặc là đóng cửa tâm hồn, đóng cửa cái đầu lại, những cái đó đều là học hết. Em học để em biết được là ồ em không thích trở thành loại người như vậy, em muốn trở thành loại người như vậy, em muốn em được thành công như vậy, em không muốn em trở thành thành công nhưng mà em lại mất dạy. Ví dụ như vậy, bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần em ra đường em gặp nhiều người có tiền mà nói chuyện như cứt vậy. Chị không phải ai có tiền gì cũng tôn trọng nha mấy đứa. Tức là trên đời này á, thành công nó còn đòi hỏi đến cái sự may mắn nữa. Ok, em nhìn thấy nhiều người, người ta trúng trúng số, người ta đâu có tài đâu, người ta vẫn trúng số. Nhưng mà rồi cái hậu quả của cái việc trúng số là gì? Một tuần, nửa tháng, một chưa đến một năm, người ta mất hết tài sản. Bởi vì tiền mà vô trong cái tay của cái người mà không có biết sức mạnh của nó thì nó sẽ trở thành vũ khí. Nhưng mà nếu như tiền mà đưa vào tay cái người mà biết sử dụng á, nó trở thành cái vũ khí mà dạng như là hạt nhân luôn á. Có nghĩa là sao, em đưa tiền cho người mà giỏi làm ra nhiều tiền đi, họ đầu tư, họ mua bất động sản, họ mua chứng khoán, họ mở kinh doanh, họ làm những cái mà tiền hái ra tiền. Còn những cái người mà cả đời chưa bao giờ có được một số tiền lớn, có tỷ đô cái, họ mua cái gì? Họ mua xe, họ mua nhà, họ mua áo quần, họ mua giày dép. Những cái thứ đó nó đâu có hái ra tiền, những cái thứ đó nó chỉ là khoe khoang thôi. Nhưng mà em bây giờ em có làm ra núi tiền đi chăng nữa, nhưng em không có biết làm cho tiền nó tự làm, nó tự nâng tiền em lên, thì em nghèo cả đời thôi. Thì tương tự như vậy, khi chị ra đường chị nói chuyện với người ta, nếu như người ta nói với chị người ta có rất nhiều tiền, ví dụ như vậy, tại vì em cái với cái môi trường mà bây giờ chị đang làm việc, chị gặp người có tiền nó là chuyện bình thường, nhưng khi chị gặp người ta chị có tôn trọng hay không lại là một chuyện khác. Tại vì chị là người trẻ, chị trẻ, khi chị đi gặp người ta, người ta rất là coi thường người trẻ. Tại vì đối với họ, người ta nói là trẻ tụi mày là cái thứ ngu đần, cái thứ đâm, những cái thứ là nó gọi là có gì dạng như là tụi mày là chỉ có muốn cái gì mày ăn liền, cái gì cũng phải nhanh, thành công phải nhanh này kia nọ. Họ chưa có thấy được cái sự khác biệt của những người trẻ, thì chị phải chứng minh điều đó đúng không? Chị muốn được họ tôn trọng,
và họ muốn có cái sự tôn trọng của chị, họ phải chứng minh ngược lại, ví dụ vậy. Tại vì cái bất cứ mối quan hệ nào nó cũng là sự exchange, thì chị chỉ tôn trọng người nào nha, chị chỉ tôn trọng người nào có tiền, nhưng mà người ta dám đứng và người ta nói cho chị là làm sao người ta có được cái số tiền đó. Tại vì có nhiều người, người ta có tiền nhưng mà người ta chỉ may mắn thôi, hoặc là người ta có tiền chỉ bởi vì người ta bạn với cái thằng, ví dụ như thằng Mark Zuckerberg, không làm Facebook. Em có biết cái thằng bạn thân mở chung phòng và ổng cũng thành tỷ phú thế giới chỉ vì ở chung phòng và support cái ý tưởng của ổng và trở thành tỷ phú với nhau, nhưng ổng không làm một cái gì trong Facebook hết. Ổng chỉ có cái chứng khoán, cái stock của Facebook thôi. Em có thể tìm hiểu cái câu chuyện đó để mà thấy được nè, sự may mắn để mà làm để có tiền, để có tài sản, nhiều người có lắm, ok. Và cái sự may mắn đó, có được tiền, có giữ được hay không, có grow, có làm cái số tiền nó lớn hay không, có làm nó mạnh lên hay không, nó lại là một cái kỹ năng khác, một cái level khác hoàn toàn. Chị không có nói là chị giỏi hết tất cả, em coi video chị thì em biết chị luôn nói chị đó. Nhưng chị biết đủ, chị có đủ cái khả năng để chị biết được là chị không chết được, miễn là chị còn cái đầu này, miễn là chị mở tấm lòng ra để chị học, để chị tiếp tục leo lên, thì chị vẫn còn cơ hội và chị còn trẻ. Ví dụ vậy thì mấy đứa cũng phải trong cái tâm thế như vậy, có nghĩa là lúc nào cũng cảm thấy mình không, một ngày không bao giờ là đủ hết, có nhiều cái để học quá trời, cuộc đời này nó có nhiều cơ hội quá. Nếu như em đi tìm cơ hội thì nó sẽ có nhiều cơ hội, nếu như em không đi tìm cơ hội, em chỉ tìm vấn đề. Tại lúc nào như hôm nãy Beautiful Life nói với chị đó, chị ơi em chán quá, Tết chán quá. Nếu như em chỉ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chán thì em rất chán. Còn nếu như em cảm thấy là may mắn quá, hôm nay mình còn tay chân lành lặn, mắt mũi này mở mắt ra còn thở được nè, bao nhiêu người trên cuộc đời này không phải bây giờ họ cũng may mắn được như mình. Grateful, biết ơn là cái mà chị muốn mấy đứa phải tập hàng ngày, ok. Tập hàng ngày biết ơn rồi cũng như vậy, đừng có nhìn những cái người có tiền rồi xong rồi lạy lục họ như thánh thần, đừng. Mình không phải là kiêu ngạo, mình không phải coi thường họ, phải nể trước. Tại vì có những người, người ta thật sự rất là giỏi, họ kiếm ra tiền rất là giỏi, nhưng cũng có những người, người ta giàu có bởi vì may mắn, ok. Cho nên hai cái đó, hai mấy đứa cũng phải phân biệt để làm cái gì. Nếu như em tìm được một người giỏi thật sự, người ta gọi là walk and talk đó, có nghĩa là em đi trên cái con đường đó nên em mới có quyền nói về cái con đường đó, cái cách đi như thế nào á, thì cái người đó chị thật sự rất là nể. Tại vì sao? Họ ném đủ hết mọi cái khổ trên cuộc đời này để họ thành công là cái thứ nhất. Cái thứ hai, họ phải vượt qua những cái bài thi khó hơn người khác. Người khác người ta trải qua bài thi 1, 2, 3, họ nản rồi, họ nói mệt quá, kiếm tiền mệt quá. Em nên nhớ kiếm tiền nó không có dễ đâu nha. Kiếm càng nhiều tiền em càng mất thời gian, ok. Thời gian là cái thứ rất là mắc mà em vừa muốn có cho gia đình, vừa muốn anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác, em sẽ không bao giờ có hết. Thì những người giàu này họ cũng như vậy, họ biết được cái giá họ phải trả. Và có nhiều người họ trả được tới nửa đường, họ nói giờ vợ họ bỏ họ, con họ bỏ họ, rồi cả dòng họ ghét là bởi vì bận rộn đi kiếm tiền, họ rút lui, họ nói ok vậy giờ họ về họ dành thời gian lại với gia đình, họ không có đi làm nữa, họ tự bỏ hết. Em phải đặt những cái câu hỏi này trong đầu em có sẵn sàng trả giá, em có sẵn sàng đánh đổi hết tất cả để em lên được cái ngọn núi đó không? Ai cũng nói là mình muốn giàu hết, nhưng mà biểu làm những cái này để giàu thì không phải ai cũng làm được hết. Ok, like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục lan tỏa cái điều như vậy.